khẩu. Những lúc đó con cố chánh niệm nhưng con không nhưng không được, cơn bực tức vẫn bùng phát lên và những lời đó văng ra. Con phải làm sao thưa sư? Con để ý là những việc con nổi nóng thường xuyên là những việc liên quan đến người thân gia đình. Đặc biệt khi thấy người thân của mình khổ vì một cái gì đó, con lại thấy tức giùm họ vì họ để dính mắc vào những thứ đó. Có phải chính con cũng đang bị dính mắc vào người thân của mình? Họ vui mình vui, họ buồn thì mình bực tức, làm sao để con thoát được? Quý vị nên học cái hành xả ha. Hành xả là như thế nào? Thường xuyên quán tưởng như thế này: ta có nghiệp của ta, họ có nghiệp của mình. Tức giận là nghiệp của mình, mình lo mình giải quyết của mình. Còn cái chuyện họ làm sai, họ làm bậy, hoặc là họ đang khổ, hoặc họ như thế nào đó là nghiệp của họ. Mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Quý vị thực hành cái pháp hành xả thường xuyên suy tưởng như vậy. Thường xuyên, từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, trong một năm quý vị sẽ thay đổi. Cái hành xả đây không có nghĩa là chúng ta dưỡng dưng, mà chúng ta dùng trí tuệ để chúng ta hiểu rằng mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Và khi đó cái tâm sân của chúng ta đó là cái quan trọng hơn hết. Chúng ta cần phải giải quyết tâm sân của chúng ta trước khi mà chúng ta muốn giúp đỡ ai. Học cách buông bỏ phải thực hành thường cơ, chứ còn mà không thực hành thì như sư nói từ hồi nãy đó, giống như mà muốn có cơ bụng 6 múi mà 10 bữa nửa tháng mà nâng cục tạ nâng lên được 1 lần, nâng được một lần và nâng xong rồi là bỏ luôn, cả tháng sau mới nâng lại thêm một lần nữa mà đòi cơ bụng 6 múi thì xin thưa là chuyện đó không thể xảy ra. Đấy, cũng vậy đó, tất cả các pháp hành đòi hỏi quý vị phải thực tập, phải làm thường xuyên, phải kiên trì. Quý vị làm ơn làm giùm một ngày, nếu như mà quý vị không làm được giữ chánh niệm liên tục, làm liên tục một ngày, làm ơn dành riêng cho bản thân mình 60 phút, một tiếng hoặc 2 tiếng đồng hồ. Đó có thể là cái giờ mà quý vị chuẩn bị đi ngủ, hoặc là cái giờ mà quý vị cảm thấy quý vị rảnh rỗi. Thực hành đi, thực hành một ngày 1 tiếng 2 tiếng thôi. Một năm sau quý vị sẽ thấy quý vị khác nhiều lắm nha. Chứ còn mà chỉ nói chơi cho vui thôi đó thì đâu cũng vào đó, mèo lại hoàng mèo, cốt khỉ hoàng cốt khỉ.